Kiểu này là như em còn ngủ hả? Bây giờ lên thử lại coi như thế nào nha. Thử nha. Ban nhạc ơi, đánh đàn giùm em. Nếu mộng không biết nói sao, em ơi mong ơi, em ơi nếu mộng không thành thì sao? Nỗi đau đớn sống đi đâu mình? Xuyên tìm đứa lối bắt đầu. Em ơi nhắc lại phút giây gặp nhau trên đê vắng người lúc đang chờ chiều. Ngày lần mỗi lần anh đến làm quen, mà em. Dòng đời ngăn cách chúng ta, phút giây ban đầu. Phút giây ban đầu.
Kasih kemenangan.